Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha các bạn. Khâu khâu cái này, khâu cái thanh ngang để chúng ta khâu luôn cái khoang D vào. Các bạn đâm lên ở cái ô phía góc giùm mình ha. Rồi bây giờ các bạn vẫn luồn kim xuống nha. Vẫn luồn kim để giấu. Các bạn đâm kim xuống ở ô mặt sau. Bây giờ chúng ta khâu khoen D. Các bạn canh khoen D ở giữa nha, ở giữa hai bên này. Rồi, các bạn đâm kim từ ở dưới phía sau lên. Đâm kim từ trên xuống. Các bạn vẫn khâu bình thường thôi chứ không có gì khác nha các bạn. Nguyễn sau, cái nguyễn sau cái khoen D này nó nằm ở giữa. Đây là mình được một khâu rồi đó, một mũi rồi đó. Các bạn sợ nó yếu hay nó sứt thì các bạn cứ khâu ở một vị trí đó hai lần. Ví dụ như mình cũng khâu ở một ô đó là mình khâu tới hai lần lận á, cho nó chắc. Các bạn cũng nhớ kéo kim chắc chút nha, kéo sợi chắc chút, cứng chút để cho nó chắc. Các bạn yên tâm, những cái sợi lông này nó không có bị kín đâu. Các bạn chỉ cần cần lấy cái mũi nè, cái mũi của cây kim khâu nè, các bạn moi nó ra, quẹt quẹt nó ra là nó ra à. Mình thì mình làm cho nó chắc cho nó một vị trí vậy đó. Mình đâm kim tới hai lần. Rồi. Bây giờ mình khâu xong rồi đó. Mình khâu xong rồi, xem lại các bạn xem lại xem nó đều chưa nha. Đó. Đây. Rồi. Bây giờ chúng ta vẫn sâu dấu sợi, luồn sợi dấu nha các bạn. Kim nào biết dưới nha, chúng ta lập lật cái tấm này lại và chúng ta dẫn luồn kim xuống các sợi lúc lúc đầu. Chúng ta giấu sợi và cắt sợi đi. Rồi ten ten đã xong được hai cái. Bây giờ mình ướm thử để các bạn xem nha. Cái túi của mình nó sẽ như vậy nè. Hai sợi này là hai bên nè, hai tấm này hai bên. Nè các bạn hả? Đưa hai tấm này vô. Đây. Thì chúng ta được cái túi. Nhưng mà chưa xong đâu, còn phải làm ngay cái nút bấm nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu khâu túi thì bây giờ các bạn kéo cái sợi này nè. Cái cuộn người ta cho nhiều lắm các bạn đừng lo hết nha. Nè, kéo một cái sợi dài khá dài giùm mình để chúng ta khâu túi. Cắt một sợi dài. Các bạn cứ cắt đại đi, canh cắt đại nha các bạn. Tại vì mình còn dùng lấy may luôn cả cái miệng nữa. Cái miệng túi á. May cái rìa của cái miệng túi để cho nó bít lại cái phần mà tấm canh vát, để bít tấm canh vát lại.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu may. Khâu vào. Các bạn nhớ nha, để tấm canh vá sát như thế này, cái đầu có cái khoen D nằm ở phía trong, phía trên ha. Như vậy nè các bạn, chúng ta khâu như vậy nè, vị trí chúng ta để như thế này. Đây là cái rì phía ngoài, đây là cái thanh đứng nè, cái khoen D chúng ta phải để nó nằm ở sát vị trí này, hướng ngoài. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu giấu sợi nha các bạn. Bây giờ các bạn lẫn luồn dây kim ở dưới cái sợi nè, góc ha. Các bạn cứ cắt sợi dài đại đi. Rồi, các bạn lấy một cái thanh đứng có khoen D, để cái đầu khoen D, đầu có khoen D ở phía ngoài. Các bạn luồn đâm kim lên ở phía góc của cái đầu khoen D này. Rồi chúng ta đây là hai cái ô đầu á, hai cái ô đầu tiên luôn á. Các bạn đâm kim lại ở cái ô góc này luôn. Đâm qua cái ô đầu tiên của cái thanh đứng luôn nha các bạn. Rồi, chúng ta kéo sợi lên. Các bạn tiếp tục đâm một lần nữa cho nó chắc. Khâu một lần ở vị trí đó nữa cho nó chắc sợi. Rồi, tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Tiếp theo chúng ta đi ô thứ hai. Cái ô vuông thứ hai đó. Các bạn vẫn đâm kim. Lúc này cái sợi chân này nó nằm ở bên cái thanh nhỏ nha các bạn ha. Cho nên các bạn đâm mé trên, kéo lên ở trên như thế này, chứ không đâm luồn ở dưới lên. Chúng ta vẫn đâm ở trên xuống. Đâm kim qua hai ô luôn. Ô của thanh này và ô của thanh bên kia, của tấm canh vá lớn và cái ô của thanh nhỏ. Các bạn kéo sợi. Sợi sẽ nằm phía ngoài, che đi cái đường rãnh này nha các bạn, cái đường vân này. Chúng ta tiếp tục ở thứ ba. Nếu như các bạn muốn cho nó kỹ, các bạn kỹ, các bạn có thể một ô các bạn khâu hai lần. Mình thì mình khâu một lần, ở những vị trí đầu mình mới khâu hai lần thôi. Các bạn nhớ canh những cái ô đối xứng nhau nha, để nó so le là một hồi là gắn cái túi nó xéo xẹo luôn á.
Các bạn tiếp tục đi như vậy cho tới phía góc này giúp mình ha. Sau khi các bạn khâu đến cái ô góc của cái tấm nhỏ này, các bạn khâu hai lần giùm mình ha. Đây, các bạn khâu hai lần. Ở vị trí góc thường thường á hay bị hở, cho nên chúng ta khâu hai lần. Mình khâu trước một ô một lần rồi, bây giờ mình khâu lúc nãy là mình khâu lần thứ hai rồi đó. Rồi các bạn bẻ cái tấm canvas lại, tấm canvas lớn á, các bạn bẻ lại, bẻ cho nó cong lại thôi nha, cong lại uốn theo cái tấm canvas nhỏ. Rồi bây giờ các bạn đâm kim xuống cái ô ngay góc sát góc này, và vị trí lên là cái ô góc của chúng ta, tức là chúng ta cũng không bỏ bất kỳ một ô nào hết, không bỏ khoảng hở một ô nào hết nha các bạn. Các bạn cũng vẫn khâu như vậy giùm mình, ô đối xứng ô giùm mình. Mình dạch cái sợi len ra đằng cho các bạn nhìn cho dễ thấy á. Đây, vẫn là ô đối xứng ô nha các bạn. Ở những vị trí góc các bạn nên đi, nên khâu hai lần. Cận góc hoặc là góc các bạn nên đi hai lần, khâu hai lần để cho nó chắc và nó không bị hở, hở cái sợi canvas, hở cái tấm canvas. Rồi tới cái phần cận góc mình sẽ đi hai lần, khâu hai lần nè. Ô này mình khâu lần thứ hai nè. Rồi tới ô góc là mình cũng vẫn khâu hai lần luôn. Rồi chúng ta bẻ, bẻ tấm canvas lớn theo cái chiều dọc của cái tấm canvas nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta có thể cầm như thế này, cầm mé trên này, để một ngón tay ở đây cho các bạn giữ cho nó chắc hơn chút. Rồi các bạn vẫn tiếp tục khâu giùm mình ha. Những ô góc và ô cận góc các bạn đi giùm mình hai mũi, các bạn khâu giùm mình hai mũi. Cho nó chắc. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục khâu giùm mình cho tới đây, tới vị trí trên này. Sau khi các bạn đi tới phần góc này
thì cái sợi của chúng ta còn dư. Bắt đầu chúng ta sẽ đi lên che những cái cạnh khúc này. Các bạn vẫn đi, vẫn đâm phía trên từng ô vậy nha các bạn. Để chúng ta che cái phần canh vát dư. Rồi các bạn tiếp tục khâu cho mình cho tới khi các bạn hết sợi này. Các bạn vẫn chừa, nếu như ở cái khoảng này các bạn hết thì các bạn còn dư một xíu đó. Các bạn giấu sợi thì cách giấu vẫn là luồn sợi ở dưới những ô chúng ta đã khâu trước. Đây là cái phần bên đây là mình đã khâu rồi xong ha. Ở phần bên đây các bạn vẫn khâu y như lúc nãy luôn, không có gì khác hết, vẫn cắt một sợi dài cho mình. Và khâu, đặt khâu từ đầu này vào. Rồi các bạn tiếp tục khâu giúp mình nha. Sau khi các bạn đã khâu xong thì chúng ta gắn cái nút, gắn nút nút bóp vào nha các bạn. Các bạn canh vị trí cho hai bên này nó có khoảng đều nhau. Rồi các bạn gắn hai cái nút bóp vào. Gắn hai cái nút này vào, ở đằng sau nó có cái chân nè. Có hai cái chân nè, chỗ ngón tay mình đang chỉ nè các bạn. Các bạn bẻ hai ngón chân này, hai cái chân này xuống nha. Ở bên đây cũng vậy, các bạn bẻ hai cái chân này xuống. Các bạn có thể dùng lưỡi kéo, các bạn ấn xuống. Sau khi các bạn đã cố định được hai cái nút chân này, bắt đầu chúng ta tính khoảng cách. Chúng ta ướm thử nha. Chúng ta ướm thử để chúng ta gắn cái nút phía trên. Có hai cái chân này các bạn gắn vô. Bây giờ mình thử coi nó có ngay chưa nha. Ngay rồi các bạn hãy bóp cái chân nó lại. Rồi. Một bên. Vậy thì mình bóp cái chân bên đây lại trước. Cái lông của nó dày lắm, nó sẽ che phủ hết, các bạn yên tâm nha. Bạn nào có kềm thì dùng kềm, mình không có kềm mình lấy cái kéo này nè, mình đè xuống cũng được. Cho đỡ đau tay cho các bạn. Sau khi các bạn đè xuống, các bạn nhớ kéo mấy cái sợi lông này lại, lắp lại. Rồi, tiếp tục ở bên đây, các bạn vẫn đo ướm thử như vậy nha. Sau khi các bạn đã bấm hai cái nút này xong, bây giờ chúng ta gắn cái này, con nai. Ở vị trí này các bạn, cái này thì các bạn tùy sở thích của các bạn muốn gắn ở trên đây cũng được, gắn sát mí này cũng được. Mình thì mình gắn ở giữa, ở hơi lưng như nè. Tại vì khi mình đóng cái túi lại, cái này nó nằm giữa. Mình muốn vị trí của cái sợi nai này nằm giữa cái túi. Sau đó các bạn bóp hai cái chân nó lại như thế này. Rồi. Nó đã cứng rồi đó. Đây là cái túi của mình đã hoàn thành rồi nè. Để móc cái sợi vô. Móc cái sợi xích cho các bạn lên.
Đây là cái túi đã hoàn thành rồi nè các bạn. Cái size của nó là khoảng 20 cm. Size 20 cm. Mẫu này là mẫu túi dây xích, này là dây xích dành cho người lớn. Đây phía trong của mình nè. Cảm ơn các bạn đã xem clip và chúc các bạn làm thành công. Rồi. Chúc các bạn làm thành công. Ở chỗ nào các bạn khó hiểu, các bạn hãy nhắn hỏi mình ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.